Giác nhiên. Dạ. So Tony Master is bringing his photo and I can like a little bit introduce to. Okay, thank you.
Good morning, everyone. Khin chào quý vị. Today is a lot of you here. Ngày nay có nhiều người đến. In particular, we have some ordinary guests from Houston. Venerable Abbess from Houston here. Ngày hôm nay có nhiều người quý vị đến. Nhất là có sư bà, right? Sư bà từ thành phố Houston tới viếng chùa. She brought they are from a Vietnamese meditation master, Venerable Giác Nhiên. Đây là nhóm đệ tử của Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. And they brought with them some relics quý sư cô để đến chùa cúng dường cho chúng ta những cái xá lợi của Hòa Thượng Giác Nhiên. And we most honored to have, we're very grateful, very honored to have to receive this gift. Chúng tôi rất là hân hạnh được gặp cùng quý vị và rất là tri ơn quý vị đã cúng dường cái xá lợi này. We certainly will share it with the rest of the world. Chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với tất cả những cái người tới viếng thăm chùa chúng ta. Okay. So in fact, actually, I never realized that Venerable Giác Nhiên has so many assurers, so we're very, very pleased to help them. Thầy không ngờ là Hòa Thượng Thích Giác Nhiên có nhiều cái xá lợi như vậy. When he passed away in 2015, I missed the opportunity to pay my respects. Lúc Ngài Hòa Thượng qua viên tịch 2015, thì thầy lúc đó không có được cái đủ cái duyên, đủ phước để mà tới để mà đảnh lễ cái Hòa Thượng. Alright, I actually met Master Giác Nhiên long time ago, about over 20 years ago. Thì ra là thầy cũng được có cái duyên gặp được Hòa Thượng cách đây hơn 20 năm. At the time, I was looking to learn about meditation. Hồi đó là thầy muốn đi học thiền because I was very ill, hồi đó bệnh. I was drained physically. Hồi đó làm việc nhiều quá, thành ra kiệt sức. I used to work 7 days a week. Hồi trước làm việc là 7 ngày một tuần, từ 70 tiếng tới 100 tiếng. So every week I used to put in 70 to 100 hours a week. Lúc trước làm việc 70 tiếng tới 100 tiếng một tuần luôn. But I was worried about work, thought about work day and night. Thiệt ra hồi đó là làm việc mà nghĩ tới việc làm thôi là ngày đêm luôn. Ngủ cũng mơ tới việc làm đó. I was dreaming about work as well. So I was saving away. Hồi đó làm việc cực khổ lắm. And then after 4 years of working like that, I was drained out. Sau khi 4 năm trời làm việc liên tục như vậy đó, thì kiệt sức. And so I decided to pick up meditation. Mới quyết định là đi thiền để mà chữa bệnh, to recover my health. Instead of going to the gym or learning martial arts, hai cái sự lựa chọn khác ngoài ra cái thiền là luyện võ và đi tập thể thao. I used to go to the gym, so I decided going to the gym wasn't helpful. Lúc trước thầy đã từng đi tập thể dục trong cái gym rồi, nhưng đều cảm thấy nó cái sự hồi phục nó không có lẹ bằng. So and then my good friend of the family was a Tai Chi specialist. Rồi người bạn rồi gia đình nữa là ông đó là ông cao thủ về Tai Chi. He's a high level Tai Chi teacher, a master here in Los Angeles. Cái vùng Los Angeles này ông giỏi lắm, là ông là gọi là liệt vào hàng cao thủ về Tai Chi. And I looked at him and I figured he had 17 years ahead of me. Ông đã luyện Tai Chi 17 năm trời liên tiếp rồi.
And I figure that if I continue his path, I would never be able to catch him. So I decided if I wanted to surpass him, I had to try something else. So I decided to try Buddhist meditation. Thì bạn thân nhưng đều bạn rất là quen, rất là thân với nhau nhưng đều có sự cạnh tranh ở trọng, thì quyết định là phải qua mặt ông. Mà qua mặt ông học là chi là vẫn thua ông 17 năm trời. Thành mình kiếm đường mới là cái thiền để mà có thể có cơ hội mà vượt ông qua được. And so I decided to meditate, to learn meditation. Mới quyết định học thiền. And the first teacher that came to mind was Venerable Giác Nhiệm, this monk right here. Và cái người thầy đầu tiên mà thầy nghĩ tới đó, là Hòa Thượng Thích Giác Nhiệm. So I went because I had the chance to read his book on meditation. Tại hồi đó, thầy đã có cái duyên được đọc cuốn sách về thiền của Hòa Thượng soạn ra rồi, right? Hòa Thượng đã thiền là 40 năm trời, Hòa Thượng mới soạn cuốn sách về thiền. So the master meditated for 40 years and he prepared that meditation book. So I figured that there weren't that many monks who would dare write a book on meditation. Hồi đó thầy mới quyết định là nhìn quanh nhìn quốc á, không bao nhiêu người thầy mà có thể dám soạn cuốn sách về thiền. So I figure he must be his expert in meditation. Thì nghĩ là chắc ông này là chắc là giỏi lắm mới soạn sách thiền. And I read it, I đọc cuốn sách đó. I liked it, rất là thích. And so I said, let me go find the master. And then tới xin Hòa Thượng để mà học thiền với ngài. And years before that, I went and saw the Venerable Master already. Rồi mấy năm trước thầy đã tới gặp Hòa Thượng một lần rồi, trong cái nhà nhỏ nhỏ trên đường Westminster. He's a very high level monk and yet he lives very humble abode, a small house in Westminster near APC supermarket. And so I went there already and paid my respect to him. Hồi đó là tới gặp Hòa Thượng, trước trước là gặp rồi, gặp ngài Hòa Thượng. And my reason for that prior visit was to ask him about I wanted to learn tantras, mantras, Vietnamese mantras. Hồi đó muốn xin Hòa Thượng giới thiệu cho cái người mà dạy về mật tông của Việt Nam. So it's funny how small the world is. Thành quý vị thấy cuộc đời nó nhỏ vậy, nhỏ nhen, nhỏ, thế giới rất là nhỏ. Tại vì thầy có muốn học mật tông. And later now, Master Xian Chữ is the old monk here. He's actually from that Vietnamese tantra lineage, and he teaches tantra every Thursday night now because he's one of the recognized. He's certified by his teacher as having some. Some skills. Thầy hiện trì thầy dạy cái mật tông Việt Nam là tại vì Hòa Thượng sư ông Diệu Bổn, cô Hòa Thượng Diệu Bổn đã xác nhận là thầy hiện trì có biết một tí về mật tông. Okay. So anyway, when you practice, actually you keep on practicing lifetime after lifetime. Thầy nói cái việc biết á, khi mình tu á, cái duyên tu với nhau là mình cứ quay cuồng, mình tu chung với nhau lại, cái duyên cứ lui tới hoài. We always have conditions to get together and practice lifetime after lifetime. Cái việc biết không, tu là mình thường mình tạo cái duyên để mà đời đời kiếp kiếp mình cứ gặp nhau, quay cuồng với nhau mà tu lại. Okay, So when I went to ask Venerable Giác Nhiên to teach me about meditation, hồi đó tới thầy Giác Nhiên để xin được học thiền, quy với ngài để học thiền với ngài, thì the master wasn't around, thì không gặp được, tại Hòa Thượng không có ở nhà. So my driver decided to take me to Master Xuyên Hòa. Rồi cái người cư sĩ mà chở thầy đi đó,
mới nói thôi bây giờ hòa thượng không có ở nhà thì mình tới cái chùa Ngài Tiến Hóa để có thử học thiền ra sao, họ dạy thiền ra sao. So he suggests we go to Master Srinivas temple and see what they do about meditation, how they teach meditation. And back then I had no idea about what meditation is and at all. So hồi đó thầy cũng biết thiền là cái gì hết á. Just cold turkey, decided to learn from the Vietnamese, didn't work out, so I decided to go to the Chinese. Thì cái duyên như vậy là muốn đi học thiền. Thứ nhất là học về thiền của Hòa Thượng Nhất Nhiên, mà không được thì quay qua Hòa Thượng Tiên Hóa. So Master Srinivas is my second choice, as a matter of fact. Nó thật ra là Ngài Tiên Hóa là cái sự lựa chọn thứ nhì của thầy thôi. I went to Master Srinivas because Venerable Nhất Nhiên didn't feel that, didn't have condition to learn from him. Nên qua học với Ngài Tiên Hóa tài không đủ duyên để học với Hòa Thượng Nhất Nhiên thôi. I'm so touched that now I have a chance to, we have a chance to bow to Venerable Nhất Nhiên's shriers. Now everyone has a more chances to bow to his relics. Bây giờ thầy rất là cảm động khi mà được quý vị tới đây cúng dường cái xá lợi Hòa Thượng. Thì như vậy thì chúng tôi có cơ hội để mà đảnh lễ xá lợi Hòa Thượng. Giống như nhiều người sẽ tới chùa mà viếng thăm cái bộ sưu tập xá lợi cũng có cơ hội để mà đảnh lễ cùng với Hòa Thượng. So, thank you very much. So, a round of applause please to show your appreciation. Cảm ơn quý vị. Thank you so much. It's funny, I was meditating today and not knowing what I'll be talking about. Thầy thiền ngày hôm nay vẫn biết sáng nay sẽ nói về cái gì về cho quý vị nghe. For the way we teach Chan is very traditional Chinese way. And chúng tôi dạy thiền mà theo cái truyền thống người Tàu is that we sit with you. Chúng tôi bỏ thời giờ ngồi với cùng quý vị. Okay, because when you sit with you, it should help your meditation practice. Bỏ thời giờ ngồi chung với quý vị là biết ngồi như vậy để giúp đỡ quý vị khi ngồi thiền. So you can meditate better and you can improve a lot quicker. Ngồi thiền như vậy thì sẽ giúp trợ lực cho quý vị và giúp quý vị tiến bộ nó lẹ hơn. Okay. And then equally important, and it's funny because back then when I first started meditation at Lu Mountain Temple, the our old temple, my disciple used to come every Saturday morning and sit with me. Hồi bên Lư Sơn Tự đó, sáng thứ bảy đó, là những đệ tử xuất gia của thầy là ai cũng hấn hở tới ngồi thiền chung với thầy sáng thứ bảy. Now today I looked around, I didn't see anyone at all except for a monk who's half sleeping, half sitting over there. Ngày sáng nay thầy mới mở mắt ra đang ngồi thiền, mở mắt ra coi thử ra sao. Thấy bữa nay thấy nó vắng vắng sao, mở mắt ra thấy không thấy ai hết đó, chỉ thấy có ông thầy hiền chỉ đó, ông ngồi vừa ngủ vừa thiền. So clearly our meditation is not working. Rõ ràng là ngay đệ tử thầy phải xác nhận cái vị thế là thiền cái thầy chẳng có hiệu quả gì hết. But and then can we turn on the TV? And then this morning one of our disciples or to be send me a link about this famous meditation teacher out there. Thì sáng nay một cái người hộ pháp của chùa đó gửi tới thầy cái link, nói có về cái người thầy, cái người dạy thiền này rất là nổi tiếng. Okay, so I thought I'd share with you. Thầy nói cho quý vị, giới thiệu cùng quý vị biết, Mr. Andy Pudicom, I can't pronounce his name. Đây là cái ông sư này. Ông này là người Mỹ. He's British. Ông là người Anh. And let me share with you his story. It's kind of interesting. Cái chuyện này cũng vui lắm. The title of the Vietnamese press is that a monk who became a millionaire.
cái bài nói là cái một ông thiền sư mà trở thành triệu phú. Okay, would you like to know more about him? He's Andy at the age of 22 was born a British, 22 tuổi, người Anh này witnessed his two close friends die because of a car accident. Thì tới 22 tuổi thì có hai người bạn thân đó chết vì tai nạn giao thông. And a few months later, his sister also died because she fell from her bike or something. Vài tháng sau, người chị đó lại bị chết vì ngã xe. And then later, his girlfriend also had to undergo surgery. Rồi sau bạn gái lại phải qua giải phẫu, rất là khổ sở. And then, so at the age of 46, tới lúc 46 tuổi, và he became, so later he was very, very, he suffered too much, and so he quit school, quit college, bỏ cái chuyên ngành khoa học thể thao. He went to the Himalaya, qua bên núi Hy Mã Lạp Sơn in China to become a monk, và trở thành người xuất gia. Looking at his clothing here, he probably followed the Tibetan tradition. Nhìn cái áo của ông á, là hình như là cái theo cái truyền thống người Tây Tạng thì phải. Okay. And after 10 years, he practiced as a monk, và làm người sư 10 năm trời. And then he went all over Asia, và đi khắp Á Châu, and he used to practice 16 hours a day. Một thiền mỗi ngày 16 tiếng đồng hồ. That's a lot more than all of my disciples combined together. Every day. Mỗi ngày mà tất cả đệ tử của thầy mà cộng lại với nhau đó, chắc chắn nó ngồi ít hơn 16 tiếng. I have 12 disciples. If you add them together, how often they meditate every day, it's less than 16 hours combined. Rất tiếc, đệ tử của thầy 12 người, mà nếu nói họ thiền bao nhiêu mỗi ngày thì nếu cộng lại chung hết 12 người mà thiền thì chắc chắn họ thiền ít hơn 16 tiếng một ngày. Okay, and we call ourselves We Are Lineage. Chúng tôi gọi chúng tôi là dòng quy ngưỡng thiền tông của người Trung Hoa. How shameful. And so he practiced 16 hours a day. He practiced as a monk for 10 years. 10 năm trời, thiền 16 tiếng mỗi ngày. Can anyone practice 16 hours a day for 10 years? Có ai dám thiền nổi 10 năm trời 16 tiếng ngày không? I could not. Thầy làm không được. Okay. I was able to sit for meditate for more than 16 hours a day, but not for 10 years straight. Ngồi một ngày hơn 16 tiếng thì được, mà ngồi 10 năm liên tiếp mà một ngày 16 tiếng thì thầy làm không được. It's not possible. So this man is something else. Người mà làm được như vậy không phải là người tầm thường. Make agree? Đâu ai làm được đâu. Now, I feel that it's unlikely he's able to do 10 years, 16 hours a day. Cá nhân thầy thôi đó, just my personal opinion, from my personal experience. Kinh nghiệm của thầy nói cho biết rằng là ngồi 16 tiếng một ngày mà 10 năm trời là không bao nhiêu người làm được. Not many people can do that, and therefore I doubt that he can do it. Thầy không tin ông này làm được. He may be able to do it, maybe on a short time period, but unlikely. He's not able to do for 10 years. Tại vì nếu quý vị ngồi được 16, một ngày 16 tiếng liên tiếp 10 năm trời, con người vì sẽ đổi, you change. You cannot.
you know. And later, he come back and started a business because he noticed that a lot of people benefited a lot. In 2005, he came back to England and started a business. 2005, trở về lại nước Anh, mở một cái kinh doanh dạy thiền, to teach meditation. Okay? At that time, a lot of people liked the meditation because they got a lot of benefits from it. Hồi đó rất nhiều người ta thích cái thiền này, hưởng ứng rất là nồng hậu, tại vì được cái kết quả rất là tốt. Okay. And he met his partner who is in marketing, and the two of them founded the very successful business. And I think they claim that the business here brings in $100 million a year. Có một cái người partner. What's partner in Vietnamese? Huh? Người partner là gì ha? Hả? Bạn đồng hành và partner là cái người mà người cùng kinh doanh chung đó. Ông này về làm cái nghề marketing, thành ra ông họ phát triển cái kinh doanh này và cái làm rất là nhiều tiền. $100 million a year. That's extremely high just to teach meditation. Dạy về cái thiền mà dạy được làm 100 triệu một năm là quá giỏi. It's very tough to teach meditation. Dạy thiền rất là khó, right? People come and go. It's not easy to practice regularly. Thiền không phải ai cũng thiền đều được đâu. Thường thường ta tới rồi trong thời gian ta bỏ cuộc. And so anyway. So that's my proof right there. I feel that if he's able to meditate for 16 hours a day for 10 years, nếu như quý vị có thể ngồi thiền 16 tiếng một ngày, mà 10 năm trời liên tiếp như vậy, it takes an awful a lot of blessings. Quý vị làm được như vậy phải cần cực kỳ nhiều phước. So far so good. Yeah, listen carefully. Cái này là nói, không phải là thầy nói xấu đâu. Không phải là nói cho quý vị biết cái sự thật. I tell you the facts from our perspective. It takes có nhiều phước lắm mới thể ngồi thiền được 16 tiếng một ngày. Okay. Mà 10 năm liên tiếp. Cái đó không thể làm được. Nó có nhiều phước quá. It requires too many blessings to be able to pull it off. Because if you're able to do that for 10 years, I doubt that you return to lay life will be interested in money. Thầy tin rằng nếu quý vị ngồi được thiền 10 năm liên tiếp như vậy, okay, một ngày ngồi 16 tiếng đồng hồ, thầy tin rằng quý vị không hoàn tục đâu. Quý vị sẽ có mở được một cái trí huệ mà quý vị không còn màng cái chuyện thế sự nữa. Because you can meditate for 10 years or 16 hours a day, okay? And any of you willing to do that, you commit to that, I will give you, I will support you. Ai, quý vị ai mà muốn làm như vậy, ký hợp đồng với thầy sẽ sàng ủng hộ quý vị. You sign a contract with me. I am willing to support you for 10 years. You meditate 16 hours a day. And if you quit before that, okay, all I want from you is your two thumbs, that's all. Và quý vị mà bỏ cuộc trước khi 10 năm á, là chỉ thầy xin hai cái ngón tay cái quý vị thôi. Okay? That's the only price, the only risk you have. Nó khó lắm thưa quý vị. To sit there and quý vị ngồi một tiếng đồng hồ không mà mình ngồi nhúc nhích rồi. You see, you sit for an hour today and most of us have so many thoughts up here, thoughts of quitting. Mình ngồi một tiếng ngày hôm nay thôi, quý vị đã nói chân nó đau, lưng nó đau, your legs are hurting, your backs are hurting.
and you fidget, nhúc nhích qua, nhúc nhích lại, đổi qua, đổi lại, and you fidget, and you change position, you sit on the floor, and you get on a chair, and you get back on the floor, and you lie down, nhúc nhích như tròi, okay? And so it's very difficult to sit for 16 hours. Thành nói ngồi mà 16 tiếng một ngày nó khó, dễ sợ lắm. It can be done, yes, but it's very, very difficult, okay? Thành ra mà quý vị làm được như vậy đó, okay, là quý vị mở trí huệ. I feel that you're able to do that, you open your wisdom, làm được như vậy, mở trí huệ, thì quý vị không còn hoàn tục đâu. You would never go back to lay life and worry about making money. Tại khi mà quý vị mà có tu được như vậy, mở trí huệ rồi, quý vị còn gì mà tham thiền, tham tiền để mà trở về hoàn tục, để mà làm tiền làm cái gì? Ok? Agree, disagree? Đồng ý là không đồng ý? I'm not envious of his, maybe I'm a little bit envious of his success. Thành thật mà nói thì cũng hơi thèm cái sự thành công của ông này. Would be nice if I had $100 million a year, I'd be retired by now. Nếu mà có được 100 triệu thì chắc chắn về hưu rồi, chứ còn làm gì cho mệt, dạy gì cho mệt. I've been teaching meditation for 10 years now, dạy thiền hơn 10 năm trời rồi. Mà I'm still as poor as when I started. Bây giờ cũng nghèo như lúc trước bắt đầu vậy thôi. I don't feel any richer at all. Cũng cảm thấy mình giàu hơn tí nào hết. Okay, just have less hair and more worries. Càng ngày càng dạy, càng thiền. Thì càng tu thiền càng thấy là tóc nó càng bạc, tóc nó càng càng vơi, mà càng nhiều cái ưu tư hơn nữa. Okay, maybe I've been doing it wrong, maybe I should have tried making money instead of not making money. Chắc là có thể là tại vì thầy chọn cái đường sai, đáng đi phải làm dùng thiền mà làm tiền thay vì dùng thiền mà miễn phí. In our tradition, in a Buddhist tradition, we teach meditation for free. Cái truyền thống Phật giáo mình á, dạy thiền là dạy miễn phí. Why is that? Tại sao như vậy? Because the Buddha taught meditation in order to benefit society. Tại Đức Phật á, đem pháp môn thiền tới dạy cho cái quả nhân gian này để làm lợi ích cho họ, giúp đỡ cho họ. Okay? They open to benefit society, để làm lợi cho cái xã hội này. Not to benefit yourself. Không phải để làm tư lợi cho mình. Okay? So that's why in our Buddhist tradition, we teach meditation is always for free. Tại nói là cái truyền thống và thiền tông của chúng tôi đó, theo cái rất là bảo thủ, dạy thiền để giúp đỡ, giúp người, giúp đời, và hoàn toàn không làm tiền. It will never make money in our tradition. Chúng tôi không bao giờ làm tiền cái chuyện dạy thiền ấy, vì cái thiền. Okay. In fact, we teach meditation, we take a loss. Thiệt ra dạy thiền là chịu cái sự thiệt thôi. Okay. We teach, we believe in, I personally believe in, and when you teach, when you educate people, it's never to make a profit. Thầy tin rằng cái ngành giáo dục, ngày dạy đó, mình không nên làm tiền. Okay? It's an ideal about education that reflects the ideal of Chan meditation as well. Cái ngành giáo dục nó có cái sự song song với cái dạy thiền chúng ta đó đó. Share this knowledge here that is priceless. Cái pháp môn thiền này nó vô giá. It benefits you in more ways than you can ever imagine. Cái phương pháp này, thiền này, nó giúp đỡ quý vị, nó có lợi quý vị, nó bất khả tư nghi, quý vị không thể nào tưởng tượng nó tốt đến chừng nào. Okay, there's no way for you to pay for this kind of knowledge. Quý vị không đủ tiền để mà trả nổi được cái để mà trả cái lợi ích mà quý vị đạt được đâu. Okay. For example, ví dụ, that talk facts, nói về cái thực tế. You know, I learned meditation and within a month and a half, my health was fully recovered. Lúc bắt đầu thầy thiền theo pháp môn Ngài Tiến Hóa đó, thì sau một tháng rưỡi thôi đó, okay, là thầy hoàn toàn hồi phục sức khỏe. I recovered my full health after a month and a half of meditation, of Chan practice.
I can't think of anything as fast as that. Thầy chưa thấy được gặp cái pháp một cách nào mà có thể hồi phục sức khỏe nó lẹ được như vậy. Okay. And then it went beyond that. Rồi nó còn hơn nữa. Nó còn as I continue to practice because I was so happy. Tại vì thầy thấy nó lợi ích quá mà còn rất là thấy rất là an lạc. For the first time in my life after a month and a half, I felt so peaceful and so happy in a way I never felt like that before. Tại sao một tháng rưỡi tu thiền như vậy, gắt gao như vậy đó, thầy có một cái sự an lạc, có sự sung sướng trong tâm mà chưa bao giờ có, cuộc đời chưa bao giờ có. That money could not buy, cái tiền bạc nó chưa thể có, mua không được. I could go and buy a nice bottle of champagne and fancy food. Có thể bỏ tiền ra mua rượu uống, mua đồ ăn ngon để mà ăn. But the peace and the happiness that you experience through meditation, through Chan meditation, is far better. Cái an lạc của thiền đó, của thiền lạc đó, nó hơn tất cả những khoái lạc ở thế gian là nhiều, thưa quý vị. Okay. And for me personally, it's priceless. And đối lúc đó thầy được thấy ngay là cái an lạc đó nó vô giá. Okay. You may have a lot of money, we may have a lot of power. Mình có thể có quyền thế, mình có thể rất là giàu sang. But your head may not know happiness. Quý vị có thể có quyền thế, có giàu sang, nhưng được cái tâm quý vị nó không được cái an lạc. Okay? You always worry, lúc nào cũng lo. Yes or no? Okay? Only meditation can help provide you the freedom, the liberation from that. Có cái thiền mới giúp được quý vị đạt được cái giải thoát của trong cái tâm của mình. It's your mind that is imprisons you in your world. Cái tâm quý vị nó làm nó kềm chế lại, nó cột chân lại quý vị. And only through meditation can you free yourself. Và từ nhờ cái thiền quý vị mới có thể giải thoát được cái tâm của quý vị. And when you free your mind, một khi mà quý vị giải thoát cái tâm quý vị, what you know what happens, chỉ như xảy ra ngay lập tức, your body is also free from so many illness. Thì lúc mà tâm quý vị nó được giải thoát đó, thì cái thân quý vị nó sẽ được giải thoát luôn những biết bao nhiêu những cái bệnh. Your body has so many sickness that doctors don't even know. Cái thân quý vị nó có biết bao nhiêu cái bệnh mà bác sĩ nó không thể nào biết được. That's a fact. You agree that's a fact, isn't it? Quý vị đồng ý không đồng ý chuyện đó? Right? When you go see a doctor, usually it's one of the multitudes of illness that your body has. Tại một khi mà cái việc bác sĩ mà nói cái vị bị cái bệnh này, thì ra cái vị thực tế là cái cơ thể cái vị một khi mà cái bệnh đó, thì ra là một trong biết bao nhiêu cái bệnh mà cái thân cái vị nó đang có, bác sĩ chỉ thấy được một cái thôi. The fact of the matter is that the doctors can only see and cure a limited number of illness they can measure and see. But there's so many more that cannot detect yet. Mà bác sĩ không thể nào, chưa đủ cái máy móc mà thấy những cái bệnh mà cái vị mà họ không thấy nổi. And meditation will address those illness. Cái lúc cái vị thiền đó, những cái bệnh đó nó được chữa. I saw, for example, ngày hôm nay cái vị ngồi mà cái chân nó đau, when your legs are uncomfortable. Okay? You know what it means? Khi cái chân cái vị đau, cái vị biết cái nghĩa là sao không? Where it hurts right there, okay? Cái chỗ nó bị đau đó, close to your ankle chẳng hạn, ngồi đó cái chân, cái đau nó, cái chân nó bị chỗ nó bị đau đó. That's an illness right there. Đó là cái chỗ đang bị bệnh đó. Agree, disagree? Quý vị đồng ý là không đồng ý? If you have no illness at all, okay, then when you meditate, your body has no aches, no pain at all. Nếu như cái cơ thể cái vị đó mà hoàn toàn nó lành mạnh đó, 100% đó, thì cái lúc cái vị ngồi thiền đó, cơ thể cái vị nó hoàn toàn không biết đau đớn là cái gì hết đó. Zero discomfort. Không có một cái
tay ê chân không có một cái đau đớn nào hết. I repeat, when your body is 100% healthy, when you meditate, you have no ache, no pain, no discomfort whatsoever. That's a fact. Because the Buddha, when he meditates, he has zero pain, zero discomfort. Tại sao? Tại vì Đức Phật đó, khi mà ngày lúc trước mà lại ngồi thiền đó, ok, đứng dậy đó, là hoàn toàn không có đau đớn, không có trèo chân cái gì. When he after he meditated, he would stand up and it's no pain, no discomfort. He can walk as if he's been he never crossed his legs at all. Ngồi kiết già nó cả ngày cả tuần, Đức Phật đứng dậy là đi giống như là không có gì để đặc biệt hết đó. Okay, when we sit for 1 hour, we stand up, we couldn't walk, right? It's feel uncomfortable. Mình đứng dậy, mình ngồi một tiếng đồng hồ, mình đứng dậy, mình đi bộ, là mình đã thấy người chân nó ê ê, lưng nó khó chịu rồi. And that's a proof right there, folks. Pay attention, please. If you sit, you meditate, and you have your body aches or hurts somewhere, means you're sick. You have illness in your body. Thì nhắc lại, quý vị ngồi thiền mà quý vị cảm thấy chân nó đau, lưng nó đau, hoặc là người nó khó chịu, đó chứng minh quý vị thấy cơ thể quý vị nó bệnh đó. Okay? Questions? Comments? Có ai có muốn ý kiến, có muốn bình luận gì không? Yes, internet has a question. Chicken to you said she listened to Master Hung Lai's Chan meditation lecture, and he said that when we feel pain, it's because we have many false thoughts in our mind. When we stop the false thoughts, then we don't feel the pain anymore. That's true. But what are those false thoughts? I'm talking about something deeper than the false thoughts. Okay. Có người nói là ông thầy Hằng Lai đó, ông giảng về thiền đấy, ông nói là ngài nói là that's what Master Shiva taught as well. Giống như ngài ông thiền thầy Hiền Lai Hằng Lai đó lập lại cái lời dạy của ngài Tiên Hóa nói đó, nếu như quý vị ngồi thiền mà quý vị mà đau đó là tại vì quý vị có một cái vọng tưởng. Thì thầy nói cái đó là đúng là lời dạy của ngài Tiên Hóa như vậy. That's exactly what Master Shiva taught as well. Okay, when you have no false thoughts, then you have no pain whatsoever. Then khi vì lúc mà ngồi thiền mà không có vọng tưởng đó, thì quý vị hoàn toàn không có đau đớn. Okay, không có ê gì hết đó. That is true. But what the Chinese teach us, điều người ta nói về đó là cái sự thật, cái đó là đúng. Như đó là nghe tổ sư Tiên Hóa giống như ông thầy này không giảng cái việc là tại sao vọng tưởng nó khởi lên. What they didn't teach you, the Chinese didn't teach you, I'm teaching you is today, is that the reason you have the false thought is because you're sick. Mà thầy giảng cái vị biết cái lý do mà cái vọng tưởng nó khởi lên lúc cái vị ngồi thiền là tại vì cái vị bệnh nó mới khởi lên. If you have no illness, you will have no false thoughts. Okay. One of the reasons your false thoughts are rising is because of your illness. Một cái lý do mà quý vị cái vọng tưởng nó khởi lên tại quý vị có bệnh ở trong đó. Okay. Another reason, of course, there are other reasons as well. Mà có những cái lý do khác. Okay. So far, so good. So that's my explanation to the internet people. Nó thể dạng cho người trên mạng nó biết như vậy đó. There's many reasons why you have false thoughts. And one of the reasons being you have some sickness. All right? Feel free to ask questions. Mình nói như vậy là mình thì khuyên quý vị là có cái cơ hội cứ có cái duyên cứ hỏi đi. Don't be shy. Đừng có ngại. Because one of recently my pupils has been helping people meditate long distance. Tại vì có đệ tử đã giúp nhiều người ta tu ở từ xa. This group here happens to be in India. Cái nhóm này nhóm bên Ấn Độ.
and they asked her to describe to them her samadhi level, her samadhi state. Rồi họ, cái nhóm kỹ sư người Ấn Độ này á, yêu cầu cái đệ tử của thầy đó là giảng cho họ, mô tả cho họ cái trạng thái mà nhập định của cô ra sao. Okay, her level samadhi is pretty high. Okay, cô là đệ tử của thầy, trình độ cái định cô cao lắm. Okay, rất là cao. And thành ra, so now they ask her to describe that samadhi. Họ mô tả cái, nói cô, yêu cầu cô mô tả cái thiền định này. And she said no. Cô trả lời là không. And she asked me for confirmation. Nó hỏi thầy cô trả lời gì đúng không? Thầy nói đúng. I said you doing the right thing because when we teach you meditation, tại vì chúng tôi khi mà dạy cái vị thiền đó là để giúp quý vị nhập cái định, chứ không phải để mô tả cái định cho quý vị. We teach you meditation is in order for you to know how to enter the samadhis, not for us to describe samadhis to you. Okay? So the reason being that if you work hard, lý do là tại vì nếu như quý vị mà tu hành dùng công một cách tinh tấn, then you will enter the samadhi yourself. Thì quý vị sẽ nhập được cái định đó. You find out for yourself. Và quý vị sẽ thấy được cái định đó là nó ra sao. Okay, so that's the objective of what us teaching you meditation. Những tôi dạy quý vị thiền với mục tiêu như vậy. Okay, not to tell you about our samadhi and brag about our samadhi. Tại vì chúng tôi dạy thiền quý vị á, để giúp quý vị, chứ không phải để mà khoe khoang cái tài năng chúng tôi hoặc là cái hiểu biết chúng tôi. Not to impress you, not to brag about what we do at all, okay, but to help you get there. Chúng tôi dạy thiền để giúp quý vị đạt được cái lợi ích của cái đó. The more samadhi, the higher your samadhi level, cái định lực quý vị càng ngày nó càng cao, the healthier your body, thì càng ngày cơ thể quý vị nó càng lành mạnh hơn. Okay, that's the real benefits there. For us to describe it to you is meaningless. Tại vì chúng tôi mà chỉ mô tả cái định đó, mà chúng tôi đạt được đó, đó là cái của chúng tôi, không phải của quý vị. So it's our samadhi, not yours. It doesn't do anything for you at all. Nó chả có lợi gì cho quý vị hết. Alright? So that's why when you teach your meditation, especially these sessions here, feel free to ask questions, because when you practice, when you work hard, you will have problem. Thật sự thực là khi mà quý vị tu hành mà tinh tấn, quý vị sẽ gặp những cái chướng ngại, những cái khó khăn, những cái chỗ bị vấp. And that's when we're here to help you overcome those obstructions, those problems. Bởi vì quý vị cần gặp chúng tôi để mà chúng tôi giúp quý vị giải quyết những cái khó khăn, những cái chướng ngại này. That's why we explain, we make time to allow you to ask questions. Bởi chúng tôi giải thiền xong bỏ thời giờ để quý vị hỏi, để quý vị chúng tôi có thể giải đáp được những cái vấn đề khó khăn của quý vị, so that we can resolve your problems. Okay? If you don't work hard, you have no problems. Quý vị mà tu không có tinh tấn thì sẽ không có vấn đề gì hết đó. You sit and you feel good every day. Một người thiền mà thoải mái sung sướng, that means you're not making progress. Quý vị ngồi thiền mà an lạc mà sung sướng dễ sợ, ngày nào như ngày nọ, có nghĩa là quý vị không tiến bộ tí nào ấy. I repeat, every time you meditate, you feel happy and you have no problem whatsoever, no pain, no discomfort. Quý vị thiền mà không có cái ê ẩm, không có đau đớn, let me remind you, it means you're not making progress at all. Có nghĩa rằng, thầy nhắc lại quý vị nghe, ngồi thiền mà không đau đớn, không ê ẩm là quý vị không tiến bộ thế nào. Zero progress. Is it clear? I myself to this day, cá nhân thầy ngày hôm nay, okay, when I go into our chan chi, our intensive retreats, lúc mà chúng tôi gặp một cái lúc mà chúng tôi tu mấy cái thiền thất đó, my body aches so much and hurts so much. Cơ thể thầy nó đau đớn dễ sợ lắm. You cannot imagine how painful my body felt. Quý vị không thể tưởng tượng cái cơ thể thầy nó đau đớn chừng nào. To this day, ngày hôm nay như vậy. But on a regular day like this, ngày thông thường quý vị ngồi thiền với quý vị, when I sit to you like this for an hour, I feel very good. Mà ngồi cái một tiếng đồng hồ như vậy, ngồi rất là sung sướng.
That means for an hour I wasted my time for an hour. Có nghĩa là ngày hôm nay thầy phí một tiếng đồng hồ của thầy, cuộc đời của thầy. I have to sit for over 10 hours a day for weeks before my body starts hurting. It gets worse and worse and worse. Và thành mỗi lần cái thiền thất như vậy, thầy ngồi một ngày trên 10 tiếng đồng hồ, mà mỗi ngày làm như vậy 7 ngày trên 7 đó, ngồi mấy tuần này cơ thể mới bắt đầu nó đau, đau điếng, mà càng ngày ngồi nó càng đau. Couldn't even, you know, you sit, you know, I know you're supposed to sit and you're supposed to sit like a bell, stuff like that. My body hurt so much, I couldn't even sit straight. Thì cơ thể nó đau đến độ mà ngồi thiền, ngồi thẳng không được nữa luôn. That's how sick my body is. Chứng minh như cái vị thế cơ thể thì nó bệnh độ như vậy đó. That's the proof right there. But as soon as I cut down, as soon as I scale back on my meditation sits, like bắt đầu ngồi ít lại, now I can sit normal and be happier again. Và mỗi lần mà bớt ngồi thiền bớt lại đó, thì sẽ ngồi rất là an lạc, sung sướng, rất là thoải mái. Okay? So that means that when you practice hard, you're fixing the illness at a very deep level. Thì có nghĩa rằng chứng minh cái vị thế là lúc mình thiền mà, căng, mà lâu dài mà công phu cao thì từ mình giải quyết những cái bệnh mà nó rất là sâu ở trong cái cơ thể mình mà bác sĩ không thể nào thấy được. I assure you the doctors cannot see those illness, not possible, not measurable. Okay, so I speak from experience for you. I tell you, okay, the discomfort you experience right now for an hour is like my discomfort, my experience after 10 weeks, of a 10 days, okay? Orange. Are you referring to mental and spiritual illnesses? No, this is physical. It hurts so much. It's so achy. It hurts. It really hurts. Okay? Cái đau này là đau của cái thân, thưa quý vị. Okay? Yeah. The illness. We are all dying and the illness is hiding very deep in our bone marrows. Tại vì những cái bệnh mà cái vị mà những cái bệnh mà sâu thẳm nhất á, nó núp ở trong cái tủy của cái vị. Bác sĩ đo không được. There's no way for doctors to measure it. They hide part of the hidden places are the bone marrows. You cannot, the doctors cannot measure it. Bác sĩ không thể nào đo lường được. Yes, internet question. What's the cause of sickness? It's a lot of reasons, but many of the illnesses you have come from your prior killing karmas. Cái bệnh cái vị nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Nhưng cái nguyên nhân chính là cái sát nghiệp của cái vị. Trong quá khứ, kiếp này là kiếp trước, quý vị đã sát sinh rồi. Giết người ta, bây giờ tới người ta giết cái vị lại. In the past, whether this lifetime or prior lifetimes, you killed all the living beings. Okay? And now they're coming back with a chance to kill you as payback. Thì bây giờ nó tới, nó giết mình để mình trả lại cái nghiệp đó. Andres, you have a question? I have a few more minutes. So, you said that the Buddha didn't experience any pain when he meditated. So does that mean he made zero progress? It's a difficult question to answer. Câu hỏi này thì hơi khó, because the Buddha is really an extraordinary living being. So whatever he does is on purpose. So it's very difficult to give you a black and white answer. Okay, sometimes and he does this, sometimes he does that. So we I'm no Buddha, therefore I cannot speak for him. Okay, but in essence, what intrigues me about the Buddha is that the scriptures say that he can be sitting for hours or days a month, and he would unbuckle his legs and stand up and walk as if he never sat at all. That is that state. I don't understand that. Okay. Thầy nói, người ta ông hỏi về cái trạng thái của Phật, thầy nói, thầy xin lỗi trước, thầy không phải Phật, thầy không hiểu được cái trạng thái của Phật, cái cảnh giới của Phật. Thành ra thầy chỉ nói là cái mà thành trả lời những câu hỏi ông được, thầy chỉ nêu ra khi thầy nhắc tới Phật, về cái ngồi của Phật, là thầy đọc trong kinh, mà ta nói rằng Đức Phật
có thể ngồi được lâu năm dễ sợ, lâu ngày dễ sợ, mà đứng dậy duỗi chân ra đó, xả chân ra, đứng dậy đi như là không có cong chân, không ngồi xếp bằng nữa. Mình ngồi xếp bằng, mình đứng dậy chân nó ê, nó ẩm, nó máu nó không lưu thông. When we cross our legs, the blood are not circulating. So that's why when we stand up, it takes at least a little bit of a while before the blood flows back normally again. The Buddha is just, he walks just like nothing at all. Phật thì hoàn toàn đứng dậy đi tỉnh bơ, cong không cong chân, xếp bằng là không xếp bằng cũng như vậy, đối Phật cũng như vậy thôi. Cảnh giới đó phải thầy hiểu không nổi. That state, I don't understand that state. I don't know how to get there. Thầy không biết làm sao tới đó được. Okay. So so the Buddha so he absolutely has no pain, he absolutely of course has no false thinking whatsoever. Thầy nói ra về cái cảnh giới Phật á, ngài không có vọng tưởng, ngài không có đau đớn gì hết. And yet he still manifested being sick so that he could die. Mặc dù như vậy, Đức Phật, Đức Thế Tôn vẫn thể hiện ra là bình hoạn để cuối cùng để mà viên tịch. So the Buddha does his own things. So you can't explain everything. And Đức Phật làm chuyện Đức Phật mình thì nó hiểu được. All right, time is up. Last question. Thì giờ hết rồi. Có ai có thắc mắc câu hỏi cuối cùng không? One more question. Go ahead, internet. Could you make sure that your question could be heard? The Buddha practiced yoga, which is helpful to meditation in terms of body flexibility. Did the Buddha, is it a question or a statement? It's a statement. No, the Buddha didn't practice yoga. Câu hỏi nói là Đức Phật đã tu yoga để mà giúp đỡ thiền rồi nọ, thế nó không có đâu. Because yoga is a much lower form of chan meditation. Tại theo thầy biết á, cái yoga là một cái phương pháp luyện thiền, nó thấp hơn thiền tông mình nhiều lắm. The Buddha once you know chan meditation, you find out, this is my personal opinion, you realize that yoga is too low of a practice. You wouldn't be, so to me, I wouldn't practice yoga because I don't have time. Tại cá nhân thầy á, thầy không có tu yoga, tại thầy thấy yoga nó phí thời giờ của thầy. I get a lot more out of meditation than yoga, so I don't have time to waste. Cá nhân thầy á, thầy ngồi thiền nó lợi hơn là luyện yoga. Because what is my basis? Tại sao thầy dám nói như vậy? Okay, because just like the gentleman here where I introduced you today, and you should go and take find out his meditation classes. Maybe he's you can learn something that's useful to you. Thì giống như cái ông mà người Anh thầy giới thiệu quý vị ngày hôm nay đó, thầy cũng khuyên quý vị tới đó học thiền với ông, tại vì ông có cái sự thành công như vậy, có cái hay nào đó quý vị thầy học hỏi được. I'm always open minded. There's something I'm always want to learn something from others. Okay. So I'm encouraging you to go to his meditation class and see what is it, what they are all about. Là quý vị có cái duyên nên tới để thử người ta hay chỗ nào. Okay. But the same vein, I looked at his level, I looked at the yoga teacher's level, and I said, I would want to learn from someone who's higher level because I want to get to the same level as my teachers. Okay. Tại vì lúc mà thầy học cái gì đó, như học thiền, học yoga đó, học về bất cứ cái gì đó, thầy coi cái trình độ người thầy của mình. Tại cái mục tiêu thầy học đó để muốn đạt tới trình độ ít nhất là bằng người thầy của mình. Because my goal when I learn something, when I go to college, I want to get a PhD. My professor, just like my professors. Nếu mà học cái bằng PhD thì thầy muốn ra được cái bằng PhD giống như ông thầy của mình vậy. I would not set up for less than that. Okay? So that's why when you look at these teachers,
Thành ra nhìn những người thầy đó, I would not bother learning from, personally, I would don't have time to waste learning from someone who's not going to be able to take me very far for my investment of time. Thành ra nhìn những người thầy này, những ông thầy này, thì thầy yoga đó, I've looked at a lot of yogis already. Okay, thầy nhìn rất nhiều người thầy yoga đó. And I feel that the level of attainment is not as high as if you were to do it, get there through Buddhist meditation. Là thầy nhìn tất cả những người thầy mà dạy yoga bây giờ đó, okay, thầy thấy rằng cái trình độ định lực của họ, I'm talking about their samadhi level. Cái thiền tông mình đó, cái định lực nó rõ ràng. In meditation, it's very clear. Your level is the level of samadhi. It's no BS about it. Cái thiền mình đó, là mỗi người ấy, trình độ mỗi người ấy, đo lường một cách rất chính xác bằng các cái định lực của quý vị. Nhìn là biết cái định lực người ta. You can tell people from the samadhi level and they tell them the level of attainment, the skill level. That cannot be faked. Cái đó không thể nào gạt quý vị được. Okay? That's how I gauge people. Thầy nhìn người ta, thầy nhìn cái đó. That's how I look at people. I want to learn someone. If you're talking about yoga or meditation, I look at people's samadhi level. Thầy nhìn tới học về thiền, học về yoga, học về những cái pháp như vậy. Thầy nhìn cái định lực người ta có thể tới được cái trình độ nào mới học. Then I would follow and learn. Okay? And I looked at the yogis, all the yogis in the world. Okay, that I'd be able to see the photos, videos, and so forth. Thì nhìn tất cả những cái hình ảnh của những người yogi trong mạng and so forth. And I feel that I don't have I have no interest in walking down that path. Thầy không có thời giờ để mà đi thử những cái đường đó, không được đi xa đủ. It doesn't take me far enough, high enough samadhi level to interest me. Yes, final question. Eating meat is killing karma? I'm sorry? Eating meat, is that killing karma? Eating meat is indirectly killing karma, and that's why eating meat will make you sick. Ăn thịt thì là một cái loại, một cái cách mà sát sinh mà nó gián tiếp. Vì vậy cái nghiệp báo nó tới chậm hơn. See, indirect form of killing karma, that's why the retribution is a lot slower in coming. If you kill a person directly, then the retribution comes at you a lot quicker. If you were to eat meat, then you are part of the killing karma of living being, okay, indirectly, and you are therefore need to shoulder the retribution for the killing karma, and therefore eventually it will get you sick as well. But not as quickly, not as severely. Okay? Ngược lại, khi quý vị mà ăn thịt đó, là quý vị gián tiếp tạo một cái nghiệp sát sinh, một chúng sanh. Thì mặc dù đó, cái nghiệp báo nó không tới lè như quý vị, khi mà quý vị giết một con người đó. Okay? Thì nghiệp báo nó tới vì nó lè dễ sợ đó. Okay? Còn giết cái chúng sanh mà gián tiếp như vậy thì nghiệp báo mình vẫn có cái nghiệp sát như thường. Thành cái nghiệp báo nó tới chậm hơn nhiều và nó nhẹ hơn. So it comes slower and lighter if you were to do a direct killing karma. Is that clear? So actually being vegetarian actually is not healthier for that reason. Thành cái việc ăn chay được là tại vì nó khiến cái việc cơ thể nó khỏe mạnh hơn, tại vì cái việc tránh được cái nghiệp sát sanh. So eating vegetarian, try to be eat more vegetarian more often. Thành thì khuyên cái việc lúc mà bệnh hoạn nên ăn chay thì cái cơ thể cái việc nó khỏe mạnh hơn và nó ít bệnh hoạn hơn. All right? Especially when you're sick, you should consider eating less meat and fish and so forth. Okay? All right. Thank you, everyone. Thank you again. That's go have lunch. Cảm ơn quý vị. Mời quý vị dùng trưa.